法律上的话，150 à? Thì như bạn bạn về về sao? Bạn bạn ngược lại sao? 150 chưa? Không được à? Đợt trước đi xe là Phương bạn ngược lại sao? Thank you.
mềm hơn mặn. Nói chung ăn cảm giác ngon hơn mặn. Ăn ăn nhiều ấy là nhiều hơn ngon hơn mặn. Lấy hàng này trồng Canada nó trồng được à, mình không trồng, không lên cây hay làm sao chắc là không, cái hậu không phù hợp chứ, nhưng mà được nữa gói vào mang về trồng. Rồi tôi bỏ không lên đâu em ạ, hay là phun thuốc chết rồi. Ủa thu xong. Nắp xong nhìn quả pin nó to. Ngoài nhìn to vẫn mãi vào. Okay. Vẫn mãi vào là hết ốc. Quên. Xong cuối cùng quả pin ngoài. Đấy là gọi là không tập trung. Vẫn còn nghĩ đi đâu đấy. Đấy xem nào. Không nên mà, đúng rồi. Đánh rơi lươi quả dừa vào. Ô ní, nhà không không thấy nước nữa, đấy, không không có. Bóc màn này. Bóc màn là một em buồn chuối cái đấy. Kinh nghiệm chưa? Rơi quả dừa à? Anh Quân. Rơi dừa vào chắc chết màn hình. Ở trên góc trên ấy, chỗ gần cái chỗ cáp ấy nó bị lứt phát là bị ngay. Mà bà là để trên ô tô hoa quả dừa cũng để trên ô tô ấy, xong là phanh cái bắt đầu là nó song sánh nước dừa đó hắt ra. Nước dừa vào chứ không phải quả dừa rơi vào. Em tưởng quả dừa rơi vào. Not bad. Ốp vào ươm thử xem mấy bạn mẹ ốc vào ốc quên mẹ không biết rồi.